Rồi. Sau đó thì chúng mình sẽ đến với một tính từ là gì ạ? Gián cứa. Gián cứa là một tính từ là nghiêm ngặt, nghiêm khắc, nghiêm túc. Gián cứa. Rồi, ví dụ nhá. Chúng mình có câu ví dụ đầu tiên. Tôi thường ngày thì rất là nghiêm khắc với việc học hành của con. À, với cái gì đó thì phải là tôi đúng không? Tôi thì sao mà? Ai ở đây ạ? Của. À, của bình sử. Tôi. Khái sư tờ xuế xí hẳn yến cửa. Đúng ạ. Tôi khái sư tờ xuế xí hẳn yến cửa. Nghiêm túc tuân thủ luật lệ giao thông. Thì chúng mình phải có từ sử dụng từ gì? Yến cửa tuân sổ. Đúng ạ. Yến cửa tuân sổ giao thông quy chứa. Rồi. Nghiêm túc tuân thủ luật lệ giao thông. Yến cửa tuân sổ giao thông quy chứa. Yêu cầu của thầy giáo đối với chúng tôi thì rất là nghiêm khắc. À, lại tiếp tục là đối với là tôi ai ạ? À, lão sư tôi của mình tờ giao chiếu hẳn yến cửa. Hoặc là gì ạ? Anh ấy rất là nghiêm khắc với tôi. Tha tôi tự chỉ. À đâu, đây là anh ấy rất là nghiêm khắc với bản thân anh ấy chứ. Tha tôi tự chỉ giao chiếu hẳn yến cửa. Tức là anh ấy có cái yêu cầu với bản thân anh ấy rất là nghiêm khắc. Thì nhiều bạn sẽ thắc mắc là gì ạ? Yến cửa với yến lì có gì khác nhau? À, thì chúng mình cùng check ở đây này. Xiếng rúng rến tờ sử hồ. Khi mà miêu tả người ấy, thì yến lì chúa trung ý xin cửa thay tu. Yến cửa thì chúa trung ý khờ quan giao chiếu. Tức là chúng mình có khi mà miêu tả về hình dung ở đây xiếng rúng là miêu tả về người ấy, thì cái từ yến lì nó sẽ nhấn mạnh hơn về cái tính cách, cái thái độ. Nhấn mạnh hơn về tính cách, thái độ. Thế còn từ yến cửa thì nhấn mạnh về một cái yêu cầu khách quan. Một yêu cầu khách quan. Đây, ví dụ như các bạn thấy ở phía trên này này. Tại sao cái từ này người ta không dùng từ yến lì tuân sổ, người ta dùng từ yến cửa? Bởi vì luật lệ giao thông là một cái mà mọi người đều phải tuân theo. Đó là một cái rất là khách quan rồi. Không cần nói, mọi người đều phải hiểu. Thì chúng mình sẽ sử dụng từ yến cửa ở đây. Đó là gì ạ? Một cái yêu cầu khách quan, mọi người đều phải như vậy. Chứ không phải bất cứ một cái cá nhân gì hay là chủ quan với ai, mà là tất cả mọi người. Đó. Đó thì các bạn thấy là gì ạ? Đây ví dụ như cái phía trên này cũng là gì ạ? Nói về một cái yêu cầu khách quan rất là nghiêm khắc. Thì ở đây chúng mình cùng đến với hai ví dụ, bốn ví dụ cho dễ hiểu này. Ví dụ nhá. Lão sư tôi của mình đã giao chiếu hẳn yến cửa. Đó, các bạn sẽ không thể nói gì lão sư tôi của mình đã giao chiếu hẳn yến lì, thì nghe nó rất là kỳ cục. Ở đây các bạn sẽ dùng từ hẳn yến cửa. Yêu cầu thì sẽ đi về yến cửa ở đây, một cái yêu cầu khách quan. Yến cửa giao chiếu tự chỉ, tức là gì ạ? Nghiêm khắc yêu cầu bản thân làm gì đó, đúng không? Hay là ví dụ cái từ yến lì thì mình vừa nói, nhấn mạnh về cái tính cách, về cái thái độ. Vậy các bạn thấy này, yến lì nó sẽ khá là thiên về kiểu cá nhân, đúng không? Tính cách hoặc là cái thái độ của ai đó với ai đó thì nó sẽ khá là kiểu chủ quan, cá nhân ấy. Thế còn từ yến cửa thì nó sẽ kiểu khách quan và nó sẽ đi về yêu cầu. Ví dụ, na cờ rến hẳn yến lì, tức là cái người đó thì rất là nghiêm khắc cái tính của người ta. Và đây là một cái mà nói về bạn đấy thôi, nói về chủ quan, cái cá nhân của bạn đấy thôi. Chưa ý quê yến lì tờ lão sư. Đây là một cái thầy giáo, một cái cô giáo rất là nghiêm khắc, thì sẽ mang tính chất khá là chủ quan của cô ấy thôi. Đó, thì các bạn chú ý nhá. Nó đã thành những cái cụm cố định với nhau ấy, thì các bạn cố gắng phải chú ý ở những chỗ này. Rồi. 你这本书将受到严厉的批评. Đó thì các bạn thấy ở đây người ta đang nhấn mạnh ở dưới đây, chán theo cái thái độ. Đó thì mình có vừa nãy cái từ phê bình ấy, thì mình có gì ạ? Thái độ mà. Thì các bạn thấy ở đây nhấn mạnh về cái gì ạ? Cái thái độ rất là gắt, đúng không ạ? Cái cuốn sách này thì sẽ nhận phải cái sự phê bình gay gắt, cái sự phê bình nghiêm khắc. Nhấn mạnh cái thái độ ở đây.